Xin chào các bạn, tôi đang đứng cạnh một chiếc Honda Cúp gần 200 triệu hoặc là hơn 200 triệu. Đây, giá ở Thái nó rơi vào khoảng 250.000 bạc. Phiên bản này là phiên bản Copper Cooper C125. Chiếc Cúp đời mới mà có giá lên đến 200 triệu. Nghe cũng gồm ghiếc nhỉ. Chúng ta tìm hiểu xem là nó có gì đặc biệt mà nó đắt thế nhá. Này, tất cả cái lớp sơn của nó đều là sơn màu vàng hồng rose gold ấy. Nhìn cực luôn, nó giống như những chiếc đồng hồ xịn sò đắt tiền vậy. Rồi bộ mâm nó cũng là mâm đúc và sơn màu rose gold, nó cực kỳ đẹp. Cái inox mạ chrome đây, cái giảm sóc inox mạ chrome này rất đẹp, chi tiết chrome nhiều. À, hệ thống đèn xi nhan đây là đèn led này, và cái phần trên nó cũng là vàng hồng, ở dưới nó lại là trắng ngọc trai. Cái chi tiết trắng ngọc trai nó còn xuất hiện ở trên cái yếm. Hạng độ HM đó, chúng ta có cả nguyên cái bưởng máy đều được sơn màu vàng hồng rose gold, đẹp thật. Chưa hết, cái phần vào số về số gần số đấy cũng là CNC màu vàng hồng, cái để chân cũng vậy. Wow, chưa hết, cái gì cũng vàng hồng luôn này, chân trống cũng vàng hồng này, chân trống vàng hồng nhá, nhìn chi tiết chưa, càng sau này, hộp xích này, bọc giảm sóc vàng hồng hết toàn bộ luôn. Rồi cái có một cái con ốc bọc cái van lốp, tôi sẽ vặn ra cho các bạn. Nó cắt CNC tỉ mỉ như này cơ mà. Này, bây giờ bỏ vào túi mang về nhá, được không? Cất mang về nhá, dùng xe quay ở nhà nhá. Còn nó vậy thôi, để lại. Chiếc Cúp này thì phần đuôi vẫn là trắng ngọc trai, đèn xi nhan led này, đèn hậu led này. Đây này, nghiêng cái mặt biển số này được làm bằng một cái miếng nhôm màu vàng hồng phay xước, có tên hãng độ H2C. Đẹp thế này cơ mà. Chúng ta tiếp tục có cái ống xả đen xì. Cái ống xả này tôi không thích lắm này. Ống xả mà nó cũng màu vàng hồng như thế này hoặc màu trắng ngọc trai như thế này đẹp. Ống xả này nó lại đen nhám Moriwaki của Nhật Bản. Nhưng cái yên này là cái yên đẹp này, da lộn, màu da bò, da bò tươi, có theo chữ Edition One ở đằng sau. Rất đẹp, rất đẹp luôn. Đây, đây tiến lên phía trên thì chúng ta có một cái chẳng biết đây là gọi là cái gì bây giờ, nhưng mà nó ốp vào, nó cũng được cắt CNC rất tỉ mỉ và cũng là rose gold. Ở đây thì là cái khu vực chìa khóa thông minh rồi, mình không nói rồi. Đến tay nắm đi, tay nắm chúng ta sẽ có một cái tay nắm rất là điệu đà. Đấy, và cũng cắt CNC ở phần đầu. Tay nắm cao su hình quả chám. Đẹp chưa? Đây, cái nắp bình dầu cũng thế này. Nắp bình dầu đẹp chưa? Đó. Chỉ tiết thật, chất thật. 200 triệu không ạ? Các bạn có mua chiếc xe này 200 triệu không ạ? 200 triệu, mặn nhỉ? Đây, bên kia còn một số chiếc xe nữa đấy, các bạn hãy đi theo tôi. Nó cũng độ, nó cũng đẹp. Đây, cái bên này chẳng hạn. Chiếc này thì không biết nó là bao nhiêu tiền đây. Chiếc xe này nó không treo giá ở đây, nhưng mà nó phong cách cổ điển, máy khâu con bướm bướm các thứ ở đây. Đó, nhìn hay không này. Yếm nó sơn cái màu sóng biển. Đó, rồi có vây những con cá, những con rồng ở đây. Đó, cái chìa khóa này là chìa khóa thông minh như này, quen thuộc của Honda đây này. Đấy, đây có một cái logo rất là cổ điển. Đấy, và phần yên xe, hãy nhìn phần yên xe, nó như một cái vải quần bò ấy, chất chưa, chất lượng chưa, đáng yêu chưa. Còn cái ba ga đằng sau thì được CNC bằng nhôm, nhiều màu khác nhau, đẹp quá, đẹp quá nhỉ. Cái ống xả thì truyền thống ấy, ống xả vẫn giữ cái hình truyền thống. Mâm thì là mâm đúc luôn. Đấy, hãy nhìn tổng thể chiếc xe, rất đẹp. Còn một phiên bản nữa ở đằng kia, cũng đẹp kinh khủng. Nhưng trước khi ra đằng kia thì chúng ta hãy nhìn vòng quanh chiếc xe này đã. Đẹp thật.
coupe của Honda ngày nay có thể độ được nhiều như thế mà đẹp như thế. Có nên mua chục cái về không nhỉ? Để khoảng tầm 20-30 năm sau nó lên giá tiền tỷ một cái thì có phải là anh em mình đầu tư to. Đây bên này, các bạn ơi. Này, phiên bản coupe hoa hồng. Design and hand paint. Có nghĩa là nó sơn tay, được vẽ tay luôn. Đẹp quá. Cái da này nó phâu cũng đẹp. Tất cả những cái hoa văn đây được sơn vẽ bằng tay hết. Họa sĩ vẽ đấy. Chữ ở đây này, vẽ tay này. Hoa văn ở phần chấn bùn đằng sau này. Journey này. Đẹp nhỉ. Rồi cái tay nắm đẹp chưa? Bằng da này. Bọc da kiểu này luôn, đáng yêu chưa? Ok. Các bạn thấy những chiếc xe coupe mới của Honda như thế nào? Có đẹp không? Có phong cách không? Với tôi thì nó quá ư là phong cách. Và độ như thế này thì quá ư là đáng yêu. Chiếc xe này không biết có giá bao nhiêu, nhưng mà để mà mua một chiếc xe coupe mà 200 triệu thì cũng chát đấy. Mua xe thường vậy thôi. Xe thường thì nó không được điệu đà nuột kiểu này đâu. Nhưng tôi tin chắc rằng những cái kiểu dáng kiểu này nó sẽ bền mãi theo thời gian. Các bạn thấy sao? Hãy comment. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy đi lại một vòng. Một vài chiếc xe coupe. Đây, xe coupe nguyên bản ở bên này này. Đấy, thì nó sẽ không nhiều những cái chi tiết kiểu độ đẽo cá nhân như những chiếc xe kia. Nó chỉ này thôi, đơn giản này thôi. Đấy. Mặc dù là cũng có một ít chi tiết độ nhá. Bên này có chi tiết độ rồi. Đây, Kitaco. Kitaco độ bọc xích này. Rồi những cái chi tiết nhỏ nhỏ như này này. Đẹp phải chứ. Và những cái con ốc nhỏ này, độ này. Đâu, đẹp không? Hay đấy chứ. Rồi đây này, sang bên này này. Limited Edition này. Có cái ba ga đằng sau, cắt CNC rất đẹp. CNC rất đẹp luôn. Đấy. Ốc nhái cái thứ độ này. Đây này, chỗ này này. Chỗ trong này, này. Đẹp chưa? Đấy. Đẹp thật. Đây bên này. Bên này cũng có những chiếc xe đã được độ nhẹ nhẹ này. H2C này. Đây là cái bảo vệ máy. Cái chống nóng luôn cho chân luôn. Tôi rất thích cái ốp này nhá. Cái ốp này ở đây không hiểu để làm gì. À đây, cái này là để móc treo các thứ. Cái ốp này đẹp thật. Ốp này đẹp thật. Đẹp không các bạn? Đẹp nhỉ. Đây này, đây một loạt đồ độ này. À đây, một loạt đồ độ đây này. Chúng ta có cái cốp bằng sợi carbon luôn này. Tất cả sợi carbon cũng được này. Chúng ta có những chi tiết nhỏ bằng nhôm CNC này, cùm bi đông này, để chân này. Nhiều. Của thương hiệu H2C. H2C các bạn ạ. Sau bên này là của thương hiệu gì đây? Bên này là của Kitaco này. Đây này, những cái bọc của những con ốc nhỏ nhỏ cũng được CNC nhôm này, mà nhôm màu họ làm rất đẹp luôn. Đẹp nhá. Ở đây nữa này. Tất cả đều Kitaco hết, đều là nhôm cắt CNC. Ôi cái này hay như này này. Cái này là gì nhỉ? Theo các bạn cái này là cái gì? Nó hay đấy. Đấy. Đều của Kitaco hết. Ra sẽ có bên này là gì nữa đây? Yên xe, ống xạ. Có cái mũ beo này đẹp này. Cái mũ beo này full carbon toàn bộ. Rất đẹp, đại bàng luôn này. Ai à, sẽ chơi rồi, yêu mất rồi. Hay là lại mang về nhỉ? Tôi xem giá là bao nhiêu nhá. Không có giá. Để tôi hỏi nhé. Không có nhân viên ở đây. Mũ beo này không thấy để giá ở đây nhỉ. Mà đẹp thật. Đẹp quá các bạn ạ. Mà nhẹ lắm, carbon nhẹ tênh. Tôi cũng có một cái mũ beo như thế này, nhưng không phải bằng carbon. Hoa văn không thể đẹp bằng như này. Hoa văn đại bàng này đẹp quá. Thôi đành cất đi vậy. Đó. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.